Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Điểm sách. Chào mừng bạn đến với chuyên mục Điểm sách của Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Điểm sách được phát vào thứ hai hàng tuần với mong muốn giới thiệu đến thính giả những tác phẩm công giáo. Chúng tôi hy vọng rằng Chuyên mục sẽ mang đến cho bạn những cuốn sách hay và ý nghĩa, hầu giúp thăng tiến đời sống đức tin, cũng như cổ võ những giá trị Kitô tô giáo và nhân văn. Xin chào quý thính giả, tuần này chúng ta cùng đến với tác phẩm Một kỳ nghỉ với Chúa, nguyên tác A Vacation with the Lord, tác giả Thomas Green, chuyển ngữ Linh Mục Du Xe Đỗ Cao Bằng. Thưa quý thính giả, giữa những ngày lao động nhộn nhịp cần có những khoảng lặng để nghỉ ngơi giữa những tháng ngày phục vụ cần có những lúc hồi tâm lui vào sa mạc để nghỉ ngơi đôi chút nghỉ ngơi như một nốt lặng trong một bản nhạc sôi nổi hay trầm lắng có thể nói nghỉ ngơi là nhu cầu không thể thiếu trong cuộc sống con người nếu chỉ biết làm việc và học tập mà thiếu nghỉ ngơi e rằng sức người khó bền lâu việc nghỉ ngơi có vẻ như làm tiêu tốn một quỹ thời gian quý giá trong cuộc sống lao động. Tuy nhiên, thà lùi một bước để tiến ba bước, còn hơn chỉ dậm chân tại chỗ. Người Kitô hữu, nếu được nghỉ hè cùng với Chúa thì tuyệt vời biết bao. Một kỳ nghỉ với Chúa vừa giúp con người có sức khỏe tốt hơn, vừa giúp đời sống tâm linh được cải thiện, canh tân, an bình, vui tươi và tiến bộ hơn. Nghỉ ngơi với Chúa để làm mới lại mối tương quan tình yêu, giữa tôi với Chúa sau những ngày dài bận rộn với sự đời. Theo cha Đỗ Cao Bằng dịch giả cuốn sách, một kỳ nghỉ với Chúa cũng là tựa đề của quyển sách tôi đã đọc qua và để lại trong tâm trí nhiều ấn tượng và tác động sâu xa. Thỉnh thoảng tôi được nghe về sự khó khăn của một vài người đi tĩnh tâm, nhưng không biết, không hiểu tĩnh tâm là gì, phải làm như thế nào. Do đó, tôi nghĩ tới những người muốn làm tĩnh tâm nhưng chưa có một sự chuẩn bị sẵn sàng cho những điều cần thiết khi làm tĩnh tâm. Tôi quyết định dịch cuốn sách này sang tiếng Việt với hy vọng sẽ giúp ích nhiều cho những linh hồn khao khát có được những giây phút ngắn ngủi nghỉ ngơi bên Chúa. Và theo cha Thomas Green, tác giả cuốn sách, một người có nhiều kinh nghiệm trong việc giúp tĩnh tâm, hướng dẫn thiêng liêng và linh hướng, chia sẻ. Tĩnh tâm không phải là thời gian khó khăn nhất của năm, nhưng là một thời gian đẹp nhất có thể có nhiều khó khăn hầu chắc sẽ có nhưng chúng là những khó khăn gặp phải trong việc thực hiện những điều mà chúng ta nhận thấy đáng làm những điều mà chúng ta mong chờ tựa như một thời gian phong phú nhất sâu xa nhất của năm nếu đó là một kỳ nghỉ với chúa khi đó tôi cần phải được thư giãn tôi luôn luôn nhấn mạnh trong các cuộc tĩnh tâm riêng của mình rằng nếu có bất cứ sự căng thẳng nào thì rất có thể nó không đến từ chúa và tôi hy vọng nó sẽ không đến từ chính tôi trong tư cách là người hướng dẫn. Để loại bỏ bất cứ sự căng thẳng nào đến từ người tĩnh tâm, tôi thường đề nghị ba phương hướng để làm một cuộc tĩnh tâm tốt. Đó là ăn tốt, ngủ tốt và cầu nguyện toàn bộ thời gian. Điều đó có nghĩa là tôi làm cho cuộc tĩnh tâm trở thành một kỳ nghỉ thực sự. Tôi không chỉ dâng lên Chúa một phần thời gian và một phần của chính tôi, hơn là tôi tìm kiếm theo cụm từ của đời tu cổ xưa để được trọn vẹn với thiên chúa để được tự do hoàn toàn với chúa thiên chúa là chủ thể do đó kỳ nghỉ này có một yếu tố không chắc chắn dễ đổi thay tôi là một vị khách trong căn nhà của ngài ngài là người vạch ra kế hoạch cho kỳ nghỉ do đó tự nhiên có một yếu tố không chắc chắn thậm chí có lẽ là yếu tố lo lắng vì tôi không được tự điều khiển điều này thực sự đúng với những người như chúng ta là những tông đồ hoạt động, những người có thể điều khiển bản thân theo tính tự nhiên, trong suốt những ngày nghỉ này, chúng ta phải cố gắng nghỉ ngơi thực sự và để cho Chúa làm chủ. Ngoài ra, tác giả cũng đề cập đến những công cụ cho một cuộc tĩnh tâm như kinh thánh, viết lại nhật ký thiêng liêng và linh hướng. Về nhật ký thiêng liêng, tác giả miêu tả về những lợi ích như sau. Đầu tiên, tất cả chúng ta có khuynh hướng xem xét nội tâm quên đi những gánh nặng của chúng ta khi đang cầu nguyện. Giá trị thứ hai của tập nhật ký là nếu tôi có một người linh hướng hoặc nếu chính tôi đang nỗ lực để nhìn thấy sự thống nhất của toàn bộ kinh nghiệm tĩnh tâm như tôi đang đi, tập nhật ký có thể giúp tôi không bị lạc hướng trong khu rừng bởi cây cối che phủ. Giá trị thứ ba của tập nhật ký được ghi nhận là khi bạn đến nói với người linh hướng, chia sẻ với họ điều gì đã xảy ra trong giờ cầu nguyện của bạn thật hữu ích, nếu trước khi gặp linh hướng, bạn đọc lại tập nhật ký để thấy điều gì bạn muốn chia sẻ. Còn về linh hướng, tác giả chia sẻ, cho dù bạn đang làm tính tâm riêng, tôi cũng sẽ khuyên bạn cố gắng tìm một vị linh hướng ở những nơi có sẵn những người cho bạn nói chuyện nếu và khi cần thiết. Mặc dù không phải căn bản mỗi ngày bạn đều phải nhìn thấy vị linh hướng, nhưng ít nhất bạn biết rằng họ đang ở đó, sẵn sàng cùng phân định với bạn nếu cần thiết. Nếu bạn đã có một vị linh hướng thì điều gì bạn nên chia sẻ? Theo tác giả, thứ nhất, một cái nhìn bao quát, một quy tắc chung là chia sẻ điều gì đã diễn ra trong giờ cầu nguyện của bạn kể từ lần gặp linh hướng gần nhất, cho vị linh hướng thấy một ý nghĩa của khuôn mẫu chung về những gì đã xảy ra trong giờ cầu nguyện của bạn. Điều thứ hai để chia sẻ với vị linh hướng là bất cứ những thành phần đặc trưng nào về kinh nghiệm của bạn mà bạn cảm thấy cần được làm sáng tỏ hoặc xác chuẩn. Có thể bạn không chắc chắn bạn có thực sự đang nghe tiếng Chúa hay không, hoặc có thể bạn nghiệm thấy sự sầu khổ và không chắc chắn bạn đã nắm bắt nó đúng cách. Vì thế, có hai yếu tố trong việc chia sẻ của bạn. Đó là một cái nhìn bao quát về dòng chảy của tĩnh tâm và bất cứ điểm đặc thù nào cần được làm sáng tỏ hoặc xác chuẩn. Như chúng ta đã nói lúc đầu, vị linh hướng chủ yếu là một người thông dịch, một người cùng phân định cuộc gặp gỡ với Chúa của bạn để hoàn thành vai trò này vị linh hướng ấy phụ thuộc vào việc chia sẻ kinh nghiệm của bạn và về ơn xin tác giả nói tôi thường gợi ý với thao viên rằng trong mỗi ngày tĩnh tâm họ nên tập trung vào ơn họ tìm kiếm trong ngày đầu của kỳ nghỉ với chúa ơn xin ở đây là xin cho được nghiệm thấy tình yêu thiết thân của thiên chúa dành cho tôi như đã được mặc khải bằng nhiều cách trong đời tôi đây là một ơn xin khởi đầu hữu ích theo một vài phương diện nào đó nếu bạn rất mệt vào lúc ban đầu, bạn có thể phải ngủ nhiều vào ngày đầu tiên. Đó là điều tốt nếu thấy cần thiết. Chỉ cầu nguyện khi bạn thực sự tỉnh táo. Đề tài về tình yêu thương của Thiên Chúa có tính cách cá nhân và tự thuật và khá dễ dàng để thực hiện. Nó cũng rất thanh thản khi chúng ta thấy được sự ổn định. Ngay cả khi bạn ngủ nhiều, cũng vẫn tốt hơn nếu phải chiến đấu với sự mệt mỏi suốt cả tuần lễ. Sau cùng, bạn có cả tuần dành cho Chúa. Giờ đây chúng ta cùng đến với phần mục lục của cuốn sách. Cuốn sách đề cập đến các ngày: Ngày thứ nhất, ơn xin khởi đầu; Ngày thứ hai, biết mình; Ngày thứ ba, sẵn sàng chiến thắng trong Đức Kitô; Ngày thứ tư, để hiểu biết mật thiết hơn, để yêu mến nồng nàn hơn; Ngày thứ năm, để bước theo Chúa trung thành hơn; Ngày thứ sáu, đáp trả lời Chúa; Ngày thứ bảy, yêu đến chết; Ngày thứ tám, đừng sợ thầy đã chiến thắng thế gian và phần phụ trương với những tiêu đề cầu nguyện là gì, nên cầu nguyện như thế nào, có bao nhiêu phương pháp cầu nguyện. Thưa quý thính giả, tác phẩm Một kỳ nghỉ với Chúa dày 242 trang trên khổ giấy 14-20cm. Quyển sách này là một nỗ lực chia sẻ kinh nghiệm với độc giả dù ở miền xa xôi hơn. Nó có thể được sử dụng bởi các nhà hướng dẫn tĩnh tâm như là một sự bổ sung cho việc hướng dẫn một đối một dành cho thao viên của họ nó cũng có thể được sử dụng bởi các thao viên làm tĩnh tâm với một người hướng dẫn tuy nhiên quyển sách chỉ là một trong những sự chỉ dẫn chúa có thể dùng làm trung gian cho sự gặp gỡ yêu thương giữa ngài và người cầu nguyện và cuối cùng theo tác giả một kỳ tĩnh tâm hoàn bị tôi tin rằng đó là một kỳ nghỉ với chúa đó sẽ là một thời gian vui mừng thời gian làm việc chăm chỉ nhưng là một công việc bạn hoàn toàn thích thú khi các thao viên kể cho tôi nghe vào lúc kết thúc kỳ tĩnh tâm rằng họ chưa bao giờ làm việc chăm chỉ hơn, chưa bao giờ nghỉ ngơi và thư giãn nhiều hơn như thế. Tôi cảm thấy chúng tôi đã thành công. Họ bị cuốn hút cách hăng say vào việc theo đuổi những điều họ yêu mến và họ có một cảm xúc thỏa mãn lớn lao cho những điều ấy. Kính thưa quý thính giả, không phải cuốn sách nào cũng phù hợp với tất cả mọi người hay cũng không có người nào phù hợp với mọi cuốn sách. Nếu sau khi đã nghe mục điểm sách tuần này và bạn phân vân không biết liệu tác phẩm Một kỳ nghỉ với Chúa có phù hợp với mình hay không, bạn có thể tìm đọc tại các nhà sách công giáo hay tra cứu trên Internet để tìm hiểu thêm về tác phẩm trước khi có quyết định cuối cùng. Hoặc có thể chờ một tác phẩm tiếp theo sẽ được giới thiệu vào tuần tới. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.